Em xin chào tất cả các anh chị, mời các anh chị ngắm các mặt bông vũ nữ các bác nhé. Đây là những cái mặt bông vũ nữ. Vũ nữ nhà em thì nó có rất nhiều mặt bông. Đây là loại vũ nữ mới, những cái loại vũ nữ mới các bác nhé. Mới thì cái mặt bông nó đa dạng lắm, bông rất to, đẹp, thơm. Em sẽ giới thiệu các bác một cái dòng vũ nữ đầu tiên. Rồi em sẽ có những cái đơn hàng đang có nụ các bác nhé. Đây các anh chị này, đây là mặt hoa cá sấu Úc các anh chị ạ, cá sấu Úc rất đẹp nha. Đó, cái lưỡi tím này, bông dày rất đẹp. Đó, lúc nữa em sẽ lên những cái mã số. Cây thì khá nhiều các bác nhá, những cái dòng này cây khá nhiều. Đó, đây, cá sấu Úc này, mặt hoa cá sấu Úc này. Rồi cái đơn thứ hai này, cái dòng thứ hai này. Đó, vũ nữ sao đỏ. Vũ nữ sao đỏ đây các bác nhá, vũ nữ sao đỏ thì các bác nhìn cái lưỡi này, lưỡi nhung cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây. Và bông của nó là trông rất giống bông địa lan các anh chị ạ, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Sao đỏ thì nó có cái một cái loại là cái lưỡi đỏ này các bác này. Đó. Cái mũi trắng các bác nhá, rất đẹp. Cái dòng này thì em cũng có những cái cây đang có nụ. Đó. Đây, còn vũ nữ đây, sao trắng đây các bác này. Sao trắng thì cái lưỡi nó trắng nhá các anh chị nhá, và mũi nó cũng trắng. Đó. Và cái này nó khác cái là nó có chấm chấm chấm, cái cánh của nó chấm chấm, rất đẹp. Đó, vằn vằn cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây, rồi em lên tiếp một mặt hoa nữa này các bác này. Vũ nữ ánh tím. Đây, đây là vũ nữ ánh tím này các anh chị này. Bông to. Đó, bông to nhá. Lưỡi rất đẹp, đó, tím. Những cái cây nhà em đang bán thì là em bán những cây đang nụ. Rồi đây các bác này, nhìn cái bông này nữa này. Đó, đây các bác nhá. Vũ nữ mê cung. Đây, vũ nữ mê cung nha các bác nhá. Bởi vì vũ nữ nhà em là hàng tem. Hàng tem cho nên là nó chuẩn mặt hoa. Và hoa nó đẹp chứ nó không giống vũ nữ cổ. Đó, mê cung đây các bác nhá. Rồi đây này các bác này, cái loại vũ nữ này em thấy rất đẹp này, rất phù hợp cho anh em mình đặt ở trong trong bàn đúng nước này, các bàn làm việc. Đó, đây là cái loại vũ nữ bơ ngọt các bác nhá. Bơ ngọt rất đẹp như thế này này anh chị này. Đó, rất đẹp nhá. Đó, cái dòng này rất đẹp này. Rồi, đây này các bác này. Đây. Đây, vũ nữ kẹo đây các bác này, các bác nhìn này, đẹp không? Nói chung là cái dòng vũ nữ bây giờ nó đa dạng, nó nhiều mặt hoa lắm các anh chị ạ. Mà bông to, bông to chứ nó không giống như vũ nữ cổ xưa. Đó. Đây, vũ nữ kẹo đây các bác này. Đó, kẹo nó mùi thơm lắm, cái dòng này thơm. Ừ. Rồi đây này các bác này, vũ nữ này này các bác này. Mèo lửa. Mèo lửa đây các bác nhá, mèo lửa các bác nhìn này. Đó, nó có cái đặc trưng rất đẹp. Thực ra thì cái vũ nữ mới bây giờ là hoa của nó có phân nhánh các bác ạ. Nó có phân nhánh, nó không giống như trước. Mặt bông nó đa dạng là một này, nó lâu tàn là hai này, và rất sai bông. Đó. Rồi đây, đấy là những cái mặt bông. Bây giờ em sẽ đi qua một cái dòng sản phẩm mà em sẽ bán trong buổi trưa ngày hôm nay các bác nhá. Em sẽ đăng lên và có những cái mã số. Anh chị nào có nhu cầu, trước tiên là em vũ nữ năm mới. Em đến với cái loại vũ nữ năm mới này. Vũ nữ năm mới đây các bác nhá. Em sẽ lên từng đơn một. Đây, em sẽ lên đơn đầu tiên này, vũ nữ năm mới này. Một cây đang có nụ, một cây đang hoa và tép rất nhiều. Cái dòng này nhân giống cũng rất dễ các bác nhá. Cái này thì khách nhà em chốt rồi. Rồi, em lên những cái chậu tiếp này. Đó, vũ nữ năm mới mặt bông đây. Đó, đặt cái mặt bông quá sang phía bên này cho các bác xem này. Chậu thứ nhất nó được hai vòi bông. Cái này gửi về cho các bác chơi vô tư. Đó, hai vòi bông ra hoa từ giờ đến Tết. Mã số 93, em lên mã số 93, 200.000 các anh chị nhé, 200.000. Đó, vũ nữ năm mới, mặt bông phía sau. Rồi, lên hai đơn thôi, mỗi cái lên hai đơn cho các bác. Có một đơn vũ nữ năm mới màu đỏ. Đây, các bác này, đơn thứ hai này, này thì được một vòi bông, nhưng mà cây rất nhiều nhá, 94, 200.000, vũ nữ năm mới, 200.000. Đó, 94 đây. Rồi, tiếp, vũ nữ năm mới thì có một bông màu đỏ này các bác này, mã số 25 nhá, mã số 25, đây. Đó, nụ đây. Đó, cơ bản nhất là nó từ giờ Tết nó tiếp tục nó ra hoa tiếp. Đó, chơi từ giờ Tết luôn các bác nhá. Mã số 25, 200.000. Rồi em lên tiếp này. Em lên tiếp một dòng vũ nữ khác. Đây các bác nhá. Đó, vũ nữ hồ ly này các bác này, bông to đẹp không? Đó, rất to nha các bác nhá, lâu tàn đẹp không? Đó, hồ ly đây các bác nhá. Em sẽ lên những cái đơn vũ nữ hồ ly. Cơ bản những cái đơn mà em đưa ra giới thiệu các bác là nó đang có nụ, chứ có hoa rồi em không có gửi, không có gửi cây hoa. Đây, tất cả hàng tem hết các bác nhá. Mã số 16 này. Đây, hồ ly rất đẹp. Đó,
200.000 các bác nhá, 200.000, 16 này. Đó, 200.000. Rồi tiếp một đơn khác này. Đây cũng đang có nụ, nụ đây các anh chị nhá, nụ đây, có nụ hết. Cái nào có nụ thì em mới bán, còn chưa có nụ em chưa bán. Tép rất nhiều. Mã số 46 200.000 này anh chị này. 200.000 46 nhá, hồ ly. Rồi thêm một đơn nữa đi. À, 51 này các bác này. 51 thì được hai vòi nụ, đây là một vòi nụ này. Hai này, hai vòi nụ nhá. 200.000 mã số 51. Rồi, em lên tiếp một dòng nữa. À, dòng nữa đó là đây. Đây các bác nhìn này, cái này ấn tượng này. Cái này này thì em nhập giống nó hơi cao. À, giá nó hơi cao một tí. Đó, đây nha các bác nhá, nhưng mà cây đẹp lắm. Đó, cây đẹp. Đây các bác này. Cây này được hai bông như thế này nhá, hai nụ rất đẹp. Đây các bác nhìn này, có một chơi gì ăn Tết. Tôi thoải mái hết cọng này tới cọng khác. Mã số 45 giá nó cao hơn một tí. Đó. Mã số 45 250.000 là các anh chị này, 250.000. Rồi, một cây đăng hoa chưa có khách chốt đúng không? À, đây cũng hai vòi bông nhá. Đây về các bác chơi thoải mái bởi vì cái này nó lâu tàn. À, 250.000. 250.000 tiếp một mã số này nữa. Mã số 86. Đó, mã số 86. Đây, em chỉ lên hai đơn, cái này em còn nhiều. Hai đơn. Rồi, sao trắng này các bác này, lên sao trắng nhá. Sao trắng. Em sẽ lên tiếp cái bông cây đang có hoa này để anh em mình lựa chọn. Đó. 250.000 luôn này, mã số 81 nha các bác nhá. Mã số 81. Đó, 250.000. Cũng sao trắng đây. Bởi vì em lên tượng trưng thôi, nhưng mà cái hàng này nhà em còn nhiều. Đó, cũng 250.000. À, cái bắp nó nhiều nhá, 250.000. Đó, mã số 34 này. 34 250.000 này. Đó, rồi. Em lên tiếp cái dòng ai, dòng này đẹp không? Đây này, heo lửa đẹp quá. Đấy. Lên tiếp cái dòng này các anh chị này. Lên cá tiếp cá sấu Úc nha các bác nha. Cá sấu Úc thì các anh chị xem rồi. Và cái điểm nhấn của nó, cái lưỡi cực kỳ đẹp, bông to, nó không giống phụ nữ nữa. Đó. Em sẽ lên với cái mã số này, 95 200.000 nhá. 200.000. Đó, bông mã số 95 200.000. Đây. 200.000, 95. Đó. Rồi chắc lên một tượng trưng vậy thôi, còn bác nào có nhu cầu gọi điện cho em. Rồi, tiếp này các bác này. À, đây. Mèo lửa. Đây cái dòng mèo lửa này các bác này, mèo lửa nhá. Cũng đây các bác này. 200.000 cho một đơn nhá, 200.000 cho một đơn. Mã số 15 này. Đó. 15 bên kia đi, cái này khách chốt rồi. Đây, 15 em để bên này là cái cây đang nụ nhá, cái đó khách chốt rồi. À, rất nhiều thân. À, lên một cái này thôi để các bác biết được cái mặt hoa. Rồi em lên tiếp một cái mặt hoa nữa. Đó, đây mặt hoa này. Chúc mừng năm mới đây các bác này, năm mới nhá, phụ nữ năm mới, đẹp không? Đó. Rồi, em lên một đơn. Nói chung là cơ bản nhất là các bác gọi điện cho em. Đó, gọi điện cho em. Đó, để các bác em sẽ chụp hình Zalo cho anh em mình nhá. Mã số 53 200.000, 200.000, rất đẹp. Đó. Đây. Đây, em lên tiếp cái dòng bơ này. À, lên đây, dòng bơ này nha các bác nhá. À, các bác nhìn hoa này, nó chi chít luôn. Rất đẹp nhá. À, cái đơn đang hoa này chưa chốt hay sao á, bán luôn. 200.000 các bác nhá. 180. À 180, em nhầm. 180 nó nhiều quá cũng quên. 180 mã số 68 này. 180 các bác nhá. Rồi, 98 này đang có nụ đẹp này, hai nụ các bác nhá. Cũng 180. Đó, 180. Thôi, chắc em lên một loại như thế này. Rồi đây đây còn một cái loại này nó đẹp này các bác này. Màu sáng. Đây, màu này rất đẹp này các bác này. Nova, lên Nova nha các bác nhá. À, Nova vàng rất đẹp. Đó, một thiếu nữ đang nhảy múa đây các bác nhá. Đó, đẹp không? Đấy. À, một đơn như thế này em bán với giá là 200.000, 200.000 đang có nụ các bác nhá. Đang có nụ. Đó, mã số 20. Đó, lên tượng trưng như vậy thôi. Anh chị nào có nhu cầu cái đơn hàng nào thì các bác gọi điện cho em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.